Này thiện hiện, nếu pháp môn Đà La Ni khác bản tánh không khác pháp môn Đà La Ni, pháp môn Đà La Ni chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa khác bản tánh không khác pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, nếu pháp môn giải thoát không khác bản tánh không khác pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác bản tánh không khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu bậc cực hỷ khác bản tánh không khác bậc cực hỷ chẳng phải bản tánh không chẳng phải bậc cực hỷ, bậc đi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, khác bản tánh không khác bậc đi cấu cho đến bậc pháp vân, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải bản tánh không chẳng phải bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, nếu năm loại mắt khác bản tánh không khác năm loại mắt chẳng phải bản tánh không chẳng phải năm loại mắt, sáu phép thần thông khác bản tánh không khác sáu phép thần thông, sáu phép thần thông chẳng phải bản tánh không chẳng phải sáu phép thần thông. Này thiện hiện, nếu mười lực Phật khác bản tánh không khác mười lực Phật, mười lực Phật chẳng phải bản tánh không chẳng phải mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khác bản tánh không khác bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải bản tánh không chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.